có 5 sự lựa chọn khi chúng ta muốn mua xe 16 chỗ. Thì hôm nay mình sẽ nói cho anh chị tại sao cái dòng Solarity này vẫn đang là vua phân khúc xe 16 chỗ nếu khách hàng cần một xe chất lượng và giá cả không quan tâm về giá. Đó, tại vì con này đang là đắt nhất trong dòng 16 chỗ nha anh chị. Rồi, thì mình lên xe đi ngồi cho nó mát anh chị. Mình sẽ nói thêm về phần xe này. Rồi, anh chị qua kia. Rồi, nếu mà nói về dòng xe 16 chỗ hiện nay trên thị trường ấy, thì nó có được 5 dòng anh chị nhá. Hyundai này, Iveco này, Toyota này, Ford này, Jack này, Segat, 6 xe luôn anh chị. Thì nó sẽ mình sẽ chia cho nó thành hai phân khúc anh chị. Một phân khúc là giá dưới 1 tỷ và giá rẻ đi. Giá rẻ bây giờ mình có xe Jack và xe Gas. Đấy, trong đó xe Jack thì nó rẻ nhất, chỉ hơn 700 triệu xong là lăn bánh rồi. Xe Gas thì hơn 800. Đó. Còn cái phân khúc cao hơn đó là xe của Toyota hơn 1 tỷ này. Ford gần 1 tỷ và Iveco nữa. Đấy, thì tất cả xe này, xe đó thì sẽ đều thua xe này. Đây, xe này giờ nó giá khoảng tầm trên dưới 1 tỷ mốt anh chị, lăn bánh trên dưới 1 tỷ mốt. Thì xe này có cái gì mà nó lại mắc như vậy? Thì đầu tiên nếu anh chị nào đã từng lên những cái con xe đó thì mình sẽ thấy là con xe này cái dàn mà vô xe cái mình thấy kiểu như một cái xe hơi anh chị ha. Cái này thật sự luôn. Em cũng lên một cái xe Hyundai, xe du lịch thì nó gần như một cái xe hơi luôn anh chị, thể thấy này. Nó liền mạch. Đây, mình tới gần mình xem nha. Tất cả linh kiện thì nó sẽ liền mạch hơn những cái dòng xe khác. Mình thì bán rất nhiều xe Ford, xe Gas, xe Jack, xe Gas thì nó rồi, nhưng mà phải nói là cái xe này chất lượng nhựa nó rất là tốt. Đấy. Thì đây anh chị thể xem, chất lượng nhựa nó tốt như vậy nên là nó sẽ cao hơn một tí. Đấy. Anh chị thấy này, có các nút chức năng điều khiển trên luôn. Rồi, màn hình. Đấy. Và xe này có chỉnh gương. Chỉnh gương luôn anh chị ha. Bản mới 2023, 2024 thì đều có gương, chỉnh gương bên cạnh. Sấy gương các thứ đầy đủ hết anh chị. Đó, khóa cửa, lốc cửa đây. Đó, và rất là nhiều nút tính năng cho mình. Rồi, điều hòa các thứ đầy đủ hết. Và xe này thì trang bị 6 số tiến, 1 số lùi. Đấy. Đó thì với cái độ hoàn thiện cao như vậy nên là cái điểm thứ nhất là nói về xe tại sao nó mắc. Tại sao nó cao nhất trong phân khúc 16 chỗ là cái độ hoàn thiện của cái dàn khung và dàn nhựa nó cao. Cái thứ hai là mình có thể nói là phần động cơ anh chị. Giới thiệu xe sơ sơ thì anh chị chắc xem nhiều rồi. Nhưng mà cái phần động cơ là cái ưu điểm lớn nhất. Tại sao nó mắc anh chị? Mình mở động cơ đây nha. Vậy nên cái dịp cuối năm này á, anh chị mà muốn mua xe mà ví dụ mình mua xe chạy gia đình hoặc là mình chạy để mình chở vận chuyển mà muốn lâu dài thì khách hàng người ta vẫn hay thường chọn là xe của dòng Hyundai Solarity. Đây chị thấy động cơ nó, động cơ là 2.4 lít đó. Và công suất nó là 170 PS anh chị. Thì đây là một trong những dòng động cơ mà dung tích nhỏ mà công suất lớn nhất trong phân khúc rồi. Và mình có thể thấy là linh kiện của nó nhìn thì nó sắc nét hơn rất là nhiều ha. Sắc nét gọn gàng, sắp xếp gọn gàng. Dòng Hyundai trước giờ thì cái máy của nó cực kỳ êm anh chị. Nếu trong cái phân khúc xe 16 chỗ hiện nay á, trừ máy xăng này anh chị ha, trừ máy xăng ra, thì nếu so sánh với 5 con xe còn lại thì con này nó sẽ có ưu điểm nhất về động cơ anh chị. Mức độ hoàn thiện nó rất là cao anh chị ha. Đó. Và xe này thậm chí là anh chị, nó là xe thương mại, tuy nhiên là mình sẽ được bảo dưỡng bảo hành trong những anh chị đi xe Hyundai nhá. Anh chị có thể vô những cái showroom xe du lịch luôn anh chị mua anh chị ha. Và anh chị có thể bảo dưỡng trong những hệ thống xe du lịch luôn. Đấy. Đây. Thứ ba nữa là nó có cái hệ thống ghế là đa dạng anh chị. Bây giờ thì hiện tại năm 2023 2024 ấy, nó sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản là ghế này người ta gọi là ghế bản đủ, là ghế thường anh chị ha. Một bản là dành cho như kiểu ghế xe buýt ấy, thì sẽ dành cho những anh chị nào về độ là ghế U. Thì cái phân khúc xe này, ghế này thì gọi là tạm chấp nhận được. Tạm chấp nhận được anh chị. Tại vì là nó khá là nhỏ anh chị ha. So với lại cái ghế bề ngang của ghế xe Jack hoặc là xe Gas mà phân khúc 6-7-7-8 triệu ấy, thì xe này cái ghế chiều ngang nó hơi nhỏ hơn, còn xe kia là to hơn. Đấy. Tuy nhiên thì khi ghế nó thiết kế vừa phải như vậy ấy, thì mình sẽ khách hàng ngồi sẽ thoải mái hơn. Đấy. Anh chị thấy này, thoải mái là những đường đi cái thứ là nó thoải mái rộng rãi hơn. Tuy nhiên nó sẽ thua những dòng xe như dòng xe Jack chẳng hạn một nửa giá thôi.
Nhưng mà những dòng xe kia thì nó sẽ có là tích hợp luôn cổng sạc tự động các thứ cho mình, thì xe này chưa có. Nên chị muốn tích hợp thêm cổng sạc các thứ thì mình sẽ lấy bản thiếu, sau đó mình độ được ghế u. Ghế u thì thường các đại lý dao động khoảng tầm từ 50 tới 70 triệu một bộ anh chị ha. Có lót sàn giả da và có ghế u luôn. Đấy. À, xe này nó có cái điểm thứ hai về động cơ anh chị ha. Còn điểm thứ ba là dòng xe này nó sẽ có cái kệ để đồ anh chị này. Kệ để đồ như vậy. Thiết kế khá sang ha. Thiết kế sang trọng và mình để thêm được phần đồ trên này. Đấy, và có dàn điều hòa phía trên luôn anh chị. À, và xe này sẽ có cửa hút gió trên. Con này thì đi một dàn lạnh anh chị ha, cửa hút gió để chúng ta có thể lấy gió vào, thổi gió ra cho nó mát nhanh hơn chị ha, khi trời nắng như vậy. Thế anh chị nào đang cần mua xe mà 16 chỗ á, mà cái dòng cao cấp thì mình có thể gọi lên điện luôn cho em ha, nhắn tin gọi điện luôn cho em. À, xe này nó được một cái nữa là chúng ta sẽ có cái khoang để đồ sau nó rộng. Đấy. Thì mình cũng đang vừa giới thiệu xe vừa so sánh xe để anh chị lựa chọn ha. Thị trường hiện nay thì nếu mà không lấy xe xăng đi thì một số khách hàng sẽ lựa chọn giữa dòng xe, nếu phân khúc trên 1 tỷ á, thì khách hàng hay đắn đo xe này, dòng xe dầu nhá, xe này là xe Iveco của Thaco. Thì xe này về cái mức độ hoàn thiện và độ ổn định thì lại chứng minh ở Việt Nam cả từ 2017 đến giờ, nên là cái dòng xe này sẽ về độ hoàn thiện và cái máy hoạt động êm ổn định thì nó sẽ nhỉnh hơn dòng Iveco anh chị. Iveco mới ở Việt Nam khoảng 20 năm nay thôi đó. Và về linh kiện sẵn có thì chắc chắn là dòng xe này nó sẽ đầy đủ linh kiện hơn đấy chị nhé. Linh kiện thì dòng xe Hyundai này nó sẽ đầy đủ linh kiện hơn đấy. Rồi anh chị có thể nhìn xung quanh này, xe nó thiết kế là rất là liền mạch, tại vì với từ giờ 2024 nó tới là 6-7 năm rồi đấy. Rồi còn nếu mà anh chị nào muốn mà độ xe này lên xe mà limousine ấy, thì mình cũng có rất nhiều bản độ anh chị ha. Người ta độ, đa số người ta độ xe này lên rất là nhiều anh chị. Đó, anh chị có thể đi xuyên qua. Vậy thì mình nói từ đầu á, đối với dịp Tết này, anh chị nào muốn mua xe dòng xe này thì mình cứ gọi điện luôn cho mình sẽ tư vấn chi tiết hơn. Còn anh chị nào đang đắn đo phân vân mình mua xe gas hay xe Solotis ấy, thì mình cũng gọi điện cho em ha. Còn ý kiến trái chiều rất nhiều, một số anh chị nói là xe này thì nó hao nhiên liệu, tại vì nó khỏe nó hao nhiên liệu. Một số anh chị nói là rất tiết kiệm nhiên liệu, thì cái đấy là tùy người chạy thôi anh chị ha. Còn nếu mà anh chị muốn so sánh cái xe này với xe gas hay xe jack thì theo cảm nhận riêng cá nhân mình thì mức độ hoàn thiện của nó và động cơ của nó thì sẽ nhỉnh hơn hai dòng gas với jack, tại vì nó gấp đôi giá mà anh chị. Xe jack bây giờ chỉ hơn 700 triệu là đã lăn bánh rồi, còn xe gas thì phải hơn 800 triệu lăn bánh, thì con này tới tỷ mốt, nó gần như gấp đôi rồi đấy. Còn nếu mà anh chị nào mà chọn Iveco thì mình có thể tham khảo cái xe này, tại vì dòng xe này nó sẽ hơi nhỉnh hơn Iveco, phần là phần động cơ Hyundai của nó cực kỳ bền. Tại vì chị biết sao, động cơ Hyundai này nó đã bao gồm là chung với cái dòng xe mà xe H150, 1,5 tấn, 2,5 tấn chung động cơ này, nên là cực kỳ bền ổn định luôn, chắc chắn là bền ổn định nhất trong phân khúc 16 chỗ hiện nay đấy. Còn nếu anh chị nào muốn chạy xe xăng nhỏ gọn thì mình có thể lấy Toyota hoặc là mình lấy dòng xe khác để chạy xe xăng đấy. Còn nếu mà anh chị muốn so sánh xe này với xe Ford thì con này chắc chắn là nó sẽ ưu điểm hơn xe Ford một điểm là nó cao, rộng, cao hơn, khách hàng thoải mái, để đồ thoải mái. Xe Ford thì nó thấp, đi phải cúi đầu, còn xe này thì là đi tới 1m9 luôn, nên anh chị thoải mái lựa chọn đấy. Con này chỉ có ưu điểm, cái yếu điểm duy nhất của nó là nó đắt thôi anh chị. Nó giá của nó tới trên dưới 1 tỷ mốt tùy thời điểm, có thời điểm thì nó dưới 1 tỷ cũng có, nhưng mà hiện tại thì giá nó trên dưới 1 tỷ mốt và có xe sẵn giao ngay. Thì anh chị nào đang cần xe để chạy hàng dịp Tết này hoặc dịp hè thì mình gọi điện ngay cho mình, thì mình sẽ giao ngay để anh chị kịp chạy hàng Tết ngay lên anh chị nhá. Rồi cảm ơn tất cả anh chị có thắc mắc gì cứ liên hệ mình nhá.